Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình đã tiến hành kỳ họp thứ 3 để xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình. Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét 15 tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 14 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua thảo luận, các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao cho rằng việc ban hành nghị quyết là yêu cầu cấp thiết để thành phố phát triển toàn diện, hiện đại trong những năm tới, đồng thời đề xuất một số nội dung như thành phố cần tập trung thực hiện mục tiêu kép, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, ưu tiên phát triển thương mại du lịch để nhanh phát triển mạng lưới chợ quy hoạch bãi đỗ xe ô tô công cộng đề xuất sớm ban hành kế hoạch thời gian thực hiện từng dự án lựa chọn đơn vị nhà thầu công khai rộng rãi cho nhân dân biết hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp.